Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta một lần nữa quay trở lại với sân bóng đá của trường Hutech để đón chờ xem trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay. Trận đấu thuộc khuôn khổ bán bê giữa hai câu lạc bộ đó là Jinđô và Tân Trụ. Mạnh Cường, và đó là Mạnh Cường, một lượt xoay sở của Mạnh Cường. Thế sĩ, đó là vượt qua thành công, cây không đâu. Với dứt điểm rất nguy hiểm, không vào. Thái Nguyên, tình huống dứt điểm của Thái Nguyên, không vào. Đội chân trái, không vào. Tình huống căng ngang không thể cầm. Tấn Phúc, nỗ lực của cầu thủ này siêu chín, Tấn Phúc không được. Và đó là cao thủ Jinđô, bóng vừa rồi từ nơi vị trí của Minh Nhật. Đó là cao thủ Jinđô, dứt điểm, không vào. Minh Đạt, trận đấu số 1 của câu lạc bộ Tân Trụ đã được công bố sân rồi. Duy Thuận, cú đá chân trái của Duy Thuận, không vào. Duy Thuận, Minh Đạt, Tấn Bình, nhà bóng rồi, không vào. Quả thả bóng lên phía trên, có Tấn Bình vào. Một không cho câu lạc bộ Tân Trụ. Và bàn thắng là của Bivo mang áo số 21 Phan Tấn Bình. Chúng ta xem lại những màn phối hợp này của câu lạc bộ Tân Trụ. Jinđô, câu lạc bộ Jinđô để sống Tấn Bình cho cái tay đấu mặt với thủ môn Đăng Kiệt rồi. Một đối một với Thành Nhân. Tấn Bình, Tấn Bình, không vào. Và thằng cơ hòa. Thì bóng bay bóng bóng tuyệt đối. Coi, cơ hòa, sẽ điểm, không vào. Quả đá biên của Ngô Trung Vinh. Giữ điểm, không vào. Tuấn Anh, rất nguy hiểm. Bóng đi ra ngoài. Quả đá biên cho câu lạc bộ Jinđô. Nguy hiểm quá, không vào. Dứt điểm. Đội phản công dành cho câu lạc bộ Tân Trụ, không vào. Quả đá phản công rất nguy hiểm. Là bóng dành cho câu lạc bộ Tân Trụ. Hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống chuyền bóng vào dứt điểm, không vào. Thái Huy, Thái Nguyên, Tấn Phúc, cầu long, không vào. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Tân Trụ vừa rồi yêu cầu các học trò thi đấu bình tĩnh lại. Rất nguy hiểm, coi, dứt điểm, không vào. Và một người đã từng trải qua những cú đá như sấm sét, như búa bổ của Tấn Bình, tùy tôi hiểu rất rõ. Những tình huống như thế này, dứt điểm, không vào. Lỗ bài rồi. Thì có thua bóng tay cao phân công cho Jinđô. Và đó là cao thủ Jinđô, dứt điểm, không vào. Đội chuyền không thành công. Ôi, Mạnh Cường, không vào. Vỗ tay cho tình huống cứu thua vừa rồi của Hà Huy. Duy Thuận, Duy Thuận, chân trái, không vào. Và đó là cao thủ Jinđô. Lời bóng. Coi, chuyền bóng, coi, đá đi, không vào. Mạnh Cường. Đội chuyền lên của Mạnh Cường, coi, tạch, thế sĩ, coi, không vào. Và không cần phải chậm chờ vào Jinđô, coi, không vào. Duy Thuận. Và như vậy tiến tới kết thúc trận đấu được vang lên rồi. Tân Trụ 4 điểm, vươn lên ngôi đầu bảng B.